kính chào chú vị đào hiếu đến với tiểu điểm thích phòng vọng hương đài mời quý vị nghe tiếp bộ truyện trạch nhật phi thăng tác giả trần trương chương hai thảm án kiếm môn Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ tính khí thần của hắn cường tụ cao độ khí huyết cũng dần dần chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh trong cơ thể phát ra tiếng vang mênh mông như thiên hà đường theo quyền cước của hắn trường phong của hắn từ từ hoa lớn kinh lực đánh ra càng lúc càng xa ưa ừ, ứng cứ dần dần khôi phục tu vi quyền cước như có được thần thông uy lực càng lúc càng mạnh dần dà thiên hà mục nát của hắn lại khôi phục sức sống khiến khi huyết thông suốt thiên hà như được cột rửa khu vực hy di của hắn lớp mục nát ở trên ngũ nhạc tiên sơn dưới dụng cỏ cây gặp lại ngày xuân lại xanh um tươi tốt vi của quán vẫn bị tiên đạo chấn áp, thần thức vẫn bị tiên đạo ảnh hưởng, kim đàn vẫn đang im lặng. Nhưng một luồng lực lượng khác không bị tiên đạo chấn áp, lại thức tỉnh, theo ý chí và tinh thần quán lớn mạnh, nó cũng không ngừng lớn mạnh. Phù một tiếng khí huyết của hứa ứng dùng kiến hòa hải và đại dương, khiến cho tam bụi chân hỏa và tam bụi thần thủy tỏa ra sức sống. Kim đàn lại bay lên từ trong lô đỉnh, tỏa ra vạn luồng hào quang. vào đạo kim đan không có pháp lực, không có thần thức hôm đó địch võ tiền dùng võ hóa đạo ta có thể làm được như vậy không kim đan của hương chiếu rọi bay lượn trong cơ thể kim đan phi hành lên trên xoay tròn quanh hai mắt hai tai của hắn dần dần con mắt của hắn bắt đầu mọc ra chẳng bao lâu sau đã mọc lại như cũ khôi phục thị giác mang nhĩ của hắn cũng khôi phục hai tai cũng khôi phục tính giác vơ đạo kim đan vận chuyển tới lỗ mũi lỗ mũi được tạo ra tên điện kia vận chuyển nắp tu vi khác của hắn nhưng cuối cùng hắn đã có thể dùng võ hóa đạo đột phá chân áp và ảnh hưởng gỡ hư ứng cởi giày lụa bên hông ra nằm nơi cổ tay của thời vũ tình nhanh chóng chạy ra ngoài thành hắn né tránh những người cản đường tránh khỏi những sinh vật vặn vẹo khó tả bước chân nhẹ nhàng linh hoạt tên đạo vẫn đang xâm lấm tay mắt mũi miệng của hắn khiến dạ dày của hắn sinh trưởng như mãng xà nhưng dưới hào quang của võ đạo kim đan ảnh hưởng của tên đạo càng lúc càng nhỏ cuối cùng hư ứng cũng chạy ra khỏi tòa thành này ảnh hưởng của tên điện đồng xanh đối với hắn cũng hạ xuống thấp nhất vô đảo kim đàn xoay tròn vù vù chung quanh của hắn loại trừ ảnh hưởng ở trên thân thể rồi lập tức bay vào khu vực hy di của hắn hào quang kim đàn quét dọi qua mọi nơi tất cả mục nát nhảy chóng biến mất cả cảnh giới luyện khí lẫn thân thể lục bí đều khôi phục bình thường tù vị của hữu ứng khôi phục nguyên khí càng căng bành trướng kim đàn cũng tỏa ra hào quang rực rỡ đột nhiên trong thành có tiếng hô nhẹ như tiếng trầm trồ thán phục khi thấy hắn có thể lao ra khỏi vòng ảnh hưởng của tiên địa trong lòng hữu ứng khuây đầu quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên nóc của tòa tiên điện đồng xanh phía xa trước khi ta hủy hai mắt có thể thấy loáng thoáng trong tiên điện của một nữ nhân chẳng lẽ là nàng ta trầm trồ hữu ứng suy nghĩ một hồi, thâm nhủ trong lòng nàng ta là tiên tử bị đầy xuống trần gian à hắn lập tức quên sạch chuyện này thầm nghĩ cho dù là tiên tử cũng là loại tà ác không gì sánh được làm vấy bẩn vọng hương đài khiến cho không biết bao nhiêu người mất mạng hắn tế kim đan ra giúp thời vô tình loại trừ một chút tiên đạo xâm lấm thời vô tình bị tiên đạo ô nhiễm không nhiều dù sao bọn họ chỉ bị nhốt trong thành hơn 10 ngày không phải quá lâu nếu như những người ở trong thành bị ô nhiễm không biết bao nhiêu năm vậy thì võ đạo kim đan của hữu ứng cũng không trừ được hữu ứng luyện hóa tiên đạo xâm lấn giúp thiếu nữ sau đó mới điều chỉnh hoạt tính để hoàn khôi phục tài mặt mũi miệng cho nàng thầy vô tình mơ màng tỉnh lại cứ như cách cả một đời người nói người dẫn ta ra ngoài rồi chẳng lẽ ta nằm mơ à à ứng hình như khi chết của người hơi khác lúc trước ứng ừ, thản nhiên nói qua hai tháng rồi nên anh tuấn hơn một chút thầy vô tình đi tới trước mặt của hắn quan sát tỉ mỉ một hồi rồi lắc đầu khẳng định làm gì có vẫn đen như trước chắc chắn là khí chất của người tăng lên hứa ứng giơ tay kéo thời vô tình lại trừng mắt nhìn nàng người nhìn lại đi ánh mắt của thầy vô tình đối diện với gương mặt của hắn đột nhiên đỏ mặt vội vàng quay đầu đi nói không có thật mà hứa ứng đột tin đường ngờ Thầy vô tình vội vàng đi về phía trước nói chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi hứa ứng cũng đi tới Thầy vô tình lên nút quan sát một góc gương mặt của thiếu niên thầm nghĩ nhìn kỹ lại thì càng lúc càng càng thấy thuận mắt ai cha Sao ta lại suy nghĩ lung tung như vậy? Ta đã hơn ba ngàn tuổi, hắn mới có mười mấy tuổi. Trong lòng của nàng lại không khỏi nghĩ lung tung. Nếu, nếu ta mà cùng tuổi với hắn, cô với hắn ấy ấy chẳng phải sẽ bị người ta nói là trâu già gặp cỏ à, mà cỡ chết bất thôi. Nàng đột nhiên dậm chân hai cái, cưng mặt đỏ bừng, gợi ứng phát triển hành động lạ của thiếu nữ tầm nghĩ. Lực chân của vũ tình thật lợi hại, tảng đá vừa rồi cô bị nàng ấy đạp vỡ, không hổ là trưởng môn nhân của kiếm môn Đúng rồi, chắc trong kiếm môn của chúng ta Có rất nhiều lăng bộ sư tổ Thân là danh môn đại phái Chắc lúc trồn cất các sư tổ kiếm môn Cũng sẽ không keo kiệt đâu Suy nghĩ trong lòng của hắn cũng kéo theo nơi miên man, ta là thái tượng trưởng lão À, vào trong mộ tiếp đón Các đời sư tổ, chắc không có ai nói gì được Các đời sư tổ Thế tha tuổi trẻ tài cao Ban cho vài môn pháp bảo long qua gặp mặt Chắc cũng là hợp tình hợp lý vừa ứng nghĩ tới đây lại dầu dĩ không thôi Quên mất tiêu Đáng lẽ phải kiếm một cái thái thượng trưởng lão Ở Nga Mi chỗ nhạn không thành Thế nào có thể quang minh chính đại Tới bài kiến các đời tổ sư Nhận ít quà ra mắt là được rồi Hai người mang theo chân núi đi lên Vừa ứng vừa đối chiếu Với bản đồ quan sát trong núi sông xung quanh Đột nhiên ánh mắt sáng lên Chỉ về phía trước cười nói Ta từng tới nơi này Đi thêm một quãng nữa là tới chỗ ở của viên tiên cương Hắn quay đầu nhìn lại, tòa thành nhỏ kia và tiên điện đồng xanh đã bị che khuất, còn làn sương màu xanh không thấy tăm hơi. Có lẽ trong vọng hương đài còn rất nhiều nơi tương tự. Vừa ứng giờ bản đồ ra xem, sư tổ đời đầu tiên của Thục Sơn Kiếm Môn vẽ lại địa hình vọng hương đài, có rất nhiều cấm địa, nhưng rốt cuộc cấm địa này ra sao? Phải chăng cũng giống như tiên địa đồng xanh, cũng là tiên đạo xâm lấn, gây ra ổ nhiễm? Nếu vậy thì đúng là kỳ quái. Gỡ ứng giơ tay trải bản đồ ra Trên bản đồ có vọng hướng đài Được đánh dấu rất nhiều vòng tròn chu xa Nhìn mà giật mình Nếu như những nơi này đều có tiên đạo ô nhiễm Thế thì nhiều tới quá mức Vũ tình chép cho ta một bản sao bản đồ này Gỡ ứng nói Thầy vũ tình gật đầu nói À ứng Gọi ta là thái thượng sư thúc à ứng Thầy vô tình lườm hắn một cái, cười nói, à ứng sử thúc, viên thiên cương là ai, nghe giọng điệu người có vẻ rất tôn sùng hắn. Hứa ứng thản nhiên nói, kiếm pháp của ta nhập môn chính là nhờ cõng ngục kiếm của hắn mà tìm ra đường vào cửa. Năm xưa hắn xuất kiếm chém long thần, cảnh tượng đó đến giờ ta vẫn khó quên. Viên thiên cường xuất kiếm chém thần long, do cả dãy núi biến thành thực lực cực kỳ cường đại. Chém thần long, tắm huyết long, đây là một loại trải nghiệm khiến cho hứa ứng khó mà quên được. Thời vô tình kinh ngạc, đời sau cũng có luyện khí sĩ như vậy sao? Hứa ứng lắc đầu nói, hắn không phải là luyện khí sĩ, mà là na sư hắn là một na tiên tu luyện kiếm thuật cương bật của thời vô tình lóe lên sát cơ hóa ra là một tên ma đồ ngoại đạo vừa ứng giặt này mình vội vàng nói thế nào là ma đồ ngoại đạo cái gọi là ngoại đạo chính là tà ma ngoại đạo ai ai cũng có thể tiêu diệt vầng trăng sâu lưng của thời vô tình lóe sáng nàng thản nhiên nói đám người ma đồ ngoại đạo này chính là tà ma đã tồn tại từ đời đại chu rồi không buồn cảm ngộ thiên địa đại đạo không chịu nghiên cứu đạo pháp chỉ dựa vào bí tàng mở trong cơ thể cấu kết với lực lượng tà ác ngoại vực để có được thần thông chính vậy bọn chúng được gọi là ngoại đạo dị đạo nàng nói đầy ẩn ý Ả à ứng sư thúc người còn nhỏ tuổi tuyệt đối không được để ngoại đạo mê hoặc theo đuổi lực lượng mà lạc lối hứa ứng nghẹn họng chân chối Ả à ứng thầy vô tình lóe lên ánh sáng lạnh xa khi lẫm liệt nói năm xưa tục sơn kiếm môn ta từng tham gia trận chiến giữa chính đạo và ngoại đạo Trận phân tranh đó duy chất nữa khiến cho thuộc sơn kiếm môn tất diệt vong. Hứa ứng kinh ngạc nói, sao lại thế? Thời vô tình nói, khi trước là pháp lưu hành, không ai có thể độ kiếp phi thăng, bởi vậy có lời đồn mê hoặc lòng người, nói cái gì mà có thể thành lập tiên giới ở cõi nhân gian, trường sinh bất tử. Không ít người trong kiếm môn ta bị mê hoặc, số người tu luyện nà pháp càng lúc càng nhiều, tạo thành tình thế đối lập với chính thống. Phái nà tiền và phái chính thống thường xuyên luận bản với nhau, nhưng dần dà từ đồng môn luận bàn lại hóa thành hạ tử thủ hứa ứng mới lên làm thái thượng trưởng lão được có hai tháng đương nhiên không biết những chuyện này nghe tới mức ngây ngẩn nói chắc chắn phái chính thống không đánh được phái na tiên làm sao người biết thầy vũ tình kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu sau mới nói đúng là phái na tiên hết sức lợi hại dũng mãnh suy phàm tốc độ tu luyện cực nhanh hơn nữa là pháp và pháp môn luyện khí hỗ trợ lẫn nhau hai bên phối hợp khiến tốc độ luyện khí cũng tăng lên nhiều vốn dĩ luyện khí chính thống muốn tu luyện từ thải khí kỳ tới phi thăng kỳ cần hai đến ba ngàn năm nàng giơ đầu ngón tay đến một cái gập một ngón tay nói luyện khí sĩ tu luyện cần tìm kiếm địa điểm phi thăng tu thập linh dược luyện chế đại dược đột phá hạn chế cảnh giới tìm kiếm các loại cơ duyên còn phải tu bổ hồn vách qua từng cửa ải qua nải có thể đột phá hay không còn phải xem vào vật khí gợ ứng nói Phái là tiền thì không cần trong cơ thể của bọn họ có tiên dược lục bí không cần phải đi tìm những cơ duyên đó thời vô tình liếc mắt nhìn hắn lộ vẻ ngờ vực hứa ứng vội vàng nói ta là luyện khí sĩ chính thống tuyệt đối không liên quan tới ngoại đạo thời vô tình tiếp tục nói luyện khí sĩ tốn hai ba ngàn năm mới có thể tu luyện tới phi tăng kỳ phái là tiền thì hai ba trăm năm là có thể tu luyện tới phi tăng kỳ phái chính thống vốn còn chiếm thượng phong về sau không trọi lại phái là tiên chỉ mất hai trăm năm là có thể tạo ra một đại cao thủ phi thăng kỳ, tự xưng là na tiên bất tử bất diệt. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã vượt qua tích lũy mấy ngàn năm của phái chính thống. Trong đội bộ kiếm môn chúng ta, tranh chấp na khí càng lúc càng kịch liệt, hai bên sống mái với nhau, tổn thất không ít người. Phái chính thống bị đánh tới mức tử tức nặng nề, mặt thấy kiếm môn ta sắp giả rút, chuyển sang tu luyện nạp pháp, đột nhiên thì một chuyện kỳ quái lại diễn ra. Vừa ứng nghi hoặc, chuyện kỳ quái. Thời vô tình sắp mặt sợ hãi, giọng nói cũng khàn khàn. Chỉ trong một đêm, phái nà tiền chết sạch, gỡ ứng lào đảo. Chỉ trong một đêm, mà tất cả bọn họ đều chết hết, biến thành từng tấm da người. Không cơ thể, không cứ bất cứ huyết nhục gì, không còn nguyên thần, thậm chí khu vực hy gì cũng trống rỗng. Thời vô tình lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ bay phấp phơ trên bầu trời, bồng bềnh ở nơi đó. Sau ót có một vệt sáng, cứ như bọn họ bị thứ gì đó ăn thịt, ăn sạch sành xanh nàng dùng mình mấy cái lầm bẩm ta nhớ buổi sáng hôm đó ta vừa mới dạy tu luyện các sư huynh sư tỷ ai cũng mang vẻ mặt sợ ái. những cao thủ tuyệt thế thực lực cường đại vô biên lại biến thành từng tấm da người kiếm môn có 72 ngọn núi mỗi ngọn núi đều có từng tấm da na sư trôi nổi bồng bềnh bị ánh mặt trời chiếu xuống khiến trên núi giống như có từng cái lồng đèn da người trôi lơ lửng gợ ứng tưởng tượng cảnh tượng đó không khỏi tê dại ra đầu tục sơn kiếm môn tu luyện nào pháp dẫn tới thực lực môn phái tòng mạnh nhưng lần đó lại bị người khác cắt rau hẹ suýt chút nữa giật môn mấy lão già trồng rau hẹ thời thượng cổ thật quá đáng nhố cả dễ rau hẹ luôn hứa ứng tầm nghĩ cao thủ may mắn sống sót của kiếm môn đành phải hạ sát lệnh trong kiếm môn ai dám tu luyện nạp pháp thì lập tức thanh lý môn hộ hình thân câu diệt sử môn nói những người này đã rơi vào ma đạo chỉ muốn luyện nhanh nên bị người ta coi như thịt cá Thầy vô tình liếc mắt nhìn hứa ứng một cái, ánh mắt có vẻ nghi hoặc nói. À ứng sư thúc không tu luyện nào pháp đi chứ. Không có, hứa ứng quả quyết nói. Thầy vô tình thầm vui mừng cười nói. Ta thấy à ứng sư thúc là chính nhân quân tử, chắc chắn sẽ không tu luyện loại pháp thuật ngoại đạo này. Hứa ứng cười lớn đề nghị. Chúng ta đi vòng qua bên cạnh đi. Đừng gặp viên thiên cương, ta với hắn không quá quen. Hắn vừa mới dứt lời, đã nghe một giọng nói quen thuộc vâng lên. Hứa tiểu hữu đây à, nhiều năm không gặp, sao chồng người vẫn giống hệt như lúc trước ngơ ứng nhìn theo tiếng gọi chỉ thấy một nam nhân vóc dáng khôi ngô để dầu quai nón đang đứng trước một căn nhà gỗ lưng đeo bọc hành lý chính là viên thiên cương ngơ ứng đành phải đáp lời <laughs> hóa ra là viên tiên sinh viên tiên sinh định đi đâu thế viên thiên cương đi lên phía trước cười nói trước khi đi vào vọng hương đài ta đã tính được thiên hạ sẽ khỏi biến hóa thời cơ trường sinh sẽ xuất hiện sau sáu trăm năm vì vậy trước khi hào hết tuổi thọ Ta đã vào vọng hương đại tránh né Lặng lẽ chờ thời cơ Bây giờ 600 năm đã qua Cuối cùng cũng tới lúc thời cơ trường sinh giáng lầm Vì vậy ta muốn xuất sơn Tìm kiếm thuật trường sinh Gã cười lớn nói Ta tránh né ở đây 600 năm Cách cầu cá không dám đến đầy cầu ta Khiến ta sống thêm được 600 năm Ngơ ứng thầm chấn động nói tu sĩ thần cơ diệu toán Thời điểm viên thiên cương rời khỏi vọng hương đài cực kỳ xảo diệu chính là khi Na Pháp và luyện khí sĩ đại dung hợp. Các vốn là Na Tiên rơi vào cặp bẫy của Na Tiên trở thành thịt cá trên thớt gỗ của khách câu cá. Nhưng gã lại trốn trong vọng hương đài tránh tử vong. Gã lặng lặng chờ thời cơ giấu trăm năm lần này rời khỏi vọng hương đài chỉ cần tu luyện pháp môn luyện khí là có thể tăng cường tuổi thọ 3.000 năm. Tuy tăng cường tuổi thọ 3.000 năm không phải là bất tử nhưng dù sao cũng có thể thêm rất nhiều khả năng Chính vì vậy hứa ứng mới khen gã là thần cơ diệu toán. Viên Thiên Cương cười nói, ta vốn là na tiên, giỏi về thuật số, biết sơ qua về tính toán. Thời vô tình nghe thấy hai chữ na tiên thì không khỏi nảy sinh địch ý, tàn nhiên nói. Viên tu sĩ tránh được nhất thời, đâu tránh được cả đời, sao không phép bỏ tu vi này, chuyên tu chính đạo. Viên Thiên Cương coi như không nghe thấy, cười nói, bây giờ na khí kiêm tu mới là chính đạo để phi thăng. Ta quan sát dấu hiệu trên bầu trời, tính toán được sau khoảng trăm năm sẽ là lúc tiền giới, nhân gian, thiên giới và cõi âm cách nhau gần nhất, khiến cho các giới nổi sóng. Đây là thế đại biến, na tiên và luyện khí sĩ tranh nhau đường sống. Nếu bảo thủ thì bất luận tổ tiên vinh quang thế nào cũng phải thua trước cơn sóng thủy triều này, bị sóng triều cọ rửa mai một. Thời vũ tình nghe được ẩn ý trong lời nói của gã, gấm gầm chế nhạo, bèn nói, na pháp là ngoại đạo, là mau cưới cho kẻ khác tu luyện nào pháp thì có thể chết thế nào cũng không biết thân thể không còn làm sao mà tranh đường sống viên thiên Cường nói vài vạn năm trong quá khứ đã chấn minh luyện khí sĩ thuần túy là không có tiền đồ cô nương cô là đệ tử của danh môn đại phái thời tượng cổ được các sư tổ tập hợp lực lượng bảo toàn sinh mệnh mong có ngày phục hưng nếu đầu óc cứ cứng nhắc như vậy sống trong thế giới thay đổi mà bản thân không ứng biến ta cảm thấy chẳng thà sư tổ môn phái các người vào ngấn một tảng đá thế còn tốt hơn mà gánh một tảng đá trên người thời vô tình nổi giận tế ra hạng nguyệt luân kiếm khí hùng hồn trong ngạo nguyệt luân lập tức bắn ra lại phóng thích một luồng kiếm quang kịch liệt không gì sánh được quét ngang tất cả kiếm khí cấp độ đó ngay cả hư ứng chứng kiến cũng không khỏi ngỡ ngàng việt thiên cường cười lớn bay lên không trung nhảy vào bóng tối thời vô tình tay kết kiếm quang giơ tay chỉ lên chỉ thấy vầng trăng bay tới không trung quét sạch bóng tối từng luồng kiếm khí kịch liệt rực rỡ cắt tà nắng mấy trên bầu trời kiếm khí xoay tròn quanh người viên thiên cương rồi bắn thẳng ra và chạm với kiếm khí khổng lồ của Hạ nguyệt luân đột nhiên từ luồng kiếm khí pha tàn kiếm khí trong Hạ nguyệt luân viên thiên cương vân người xâm nhập vào bên trong Hạ nguyệt luân chẳng trách ta lĩnh ngộ 600 năm mà mãi vẫn không hiểu được ảo diệu của kiếm đạo hóa ra là vậy nam nhân để do quay nón lượn một vòng trong Hạ nguyệt luân quan sát các loại ảo diệu rồi xé gió bay đi cười dài nói Tài im mắng suốt 600 năm, nhiên đã chờ đợi được tới lúc chuyển vận, đã tạo cô nương truyền thụ. Thân đình của gã hóa thêm bồ lông kiếm quang, đâm xuyên có tầm mây âm u, biến mất không còn tâm hơi. Giọng nói từ xa vọng lại, nếu cô nương muốn nào khí kiêm tù, có thể hỏi thăm bậc thầy về nào pháp bên cạnh người. Trên người hắn có pháp môn tránh né khách cầu cá. Thầy vô tình thu hồi hạo nguyệt luân nghi hoặc nói, bậc thầy nào pháp bên cạnh ta, chẳng lẽ là... Nàng nhìn về phía hướng ứng, hứa ứng sắp mặt như thường giải thích à, vũ tình các người mới gặp nhau lần đầu chẳng hề quen biết sao lại nghe hắn nói linh tinh thời vũ tình cười tồn tìm nói hắn thần cơ diệu toán người nói mà hứa ứng nghiêm mặt nói hắn tu luyện nào pháp ngoại đạo thần cơ diệu toán cũng không chuẩn tu luyện ngoại đạo sẽ biến thành ra người trưởng môn người không động não hỏa làm vậy là trái tổ huấn đấy ánh mắt của thời vũ tình nhấp nháy nhưng hình như na pháp ngoại đạo không đến nỗi kém cỏi viên thiên cương vừa rồi chẳng hạn kiếm thuật của hắn cực kỳ cao minh không kém gì ta mà tu vi của hắn cũng cực kỳ thâm hậu ngay cả hạo nguyệt luân cũng bị hắn chấn áp hứa ứng sắc mặt nghiêm nghị thời trưởng môn cô nương đã quên thảm án tranh chấp na khí của kiếm môn ta năm xưa rồi sao cô quên bài học bằng xương máu của các sư thúc sư bá rồi à cô quên những chiếc đèn lồng ra người à cô làm vậy có xứng đáng với liệt tổ liệt tông không Thời vô tình sợ hãi, hoảng hốt nói Không phải ta muốn làm trái tổ huấn Chẳng qua ta cảm thấy viên thiên cường nói cũng có lý Nếu có thể tránh né khách cầu cá Không bị ăn thịt Đâu phải không thể học nạp pháp Hứa ứng quát Người còn dám nghĩ, nghĩ cũng không được Vô tình biết sai, đợi đã Thời vô tình bỗng tỉnh ngộ sắc mặt tức giận, cười lạnh nói Hình như vừa rồi có gì đó không đúng Rõ ràng là ta đang ép hỏi ngươi Vì sao hắn lại nói ngươi là bậc thầy nạp pháp sao lại biến thành người ép hỏi ta? Rốt cuộc có phải người lén lút tu luyện nào pháp ngoại đạo không? Tuyệt đối không có việc này. Hứa ứng quả quyết lắc đầu, sắc mặt nhã nhặn nói. Cô đường đừng có nghĩ linh tinh, ta là thái thượng trưởng lão, làm sao mà tu luyện nà pháp ngoại đạo được? Thời vũ tình nửa tin nửa ngờ nói. Năm xưa khi là khí tranh chấp, ta cũng ở trên núi, ta cũng gặp các sư thúc sư bá tu luyện nào pháp kia. Cho dù bị thương rất nặng, cũng có thể tự lành. Có phải khi cứu ta, người đã dùng thủ đoạn này không? Hứa ứng lắc đầu nói Ta dùng linh đan đặc biệt chữa trị thương thế cho ngươi Thời vũ tình nói Pháp lực của ngươi cực kỳ thâm hậu Có thể tế cả 24 viên sơn hà hạng Việt Châu Đổi lại là chắc tế không nổi Vì sao pháp lực của ngươi lại dồi dào như vậy Hứa ứng nói Pháp lực của ta thâm hậu Là vì tư chất thiên phú của ta cao hơn ngươi Thời vũ tình thầm khó chịu Thân thức của ngươi cũng mạnh hơn ta Tư chất thiên phú của ta cao hơn ngươi Cho nên mạnh hơn ngươi thời vũ tình trong lòng không phục, thân thể của ngươi cũng mạnh hơn ta hứa ứng nói cũng là vì tư chất thiên phú của ta cao hơn ngươi thầy vũ tình càng không phục thầm nghĩ nếu ta cũng học được nạp pháp chắc chắn sẽ không yếu hơn hắn chút nào chỉ có mạnh hơn hắn đột nhiên trong lòng của nàng cực kỳ sợ hãi ta làm sao thế này chẳng phải lúc trước ta hận nạp pháp thấu xương sao tại sao đột nhiên lại muốn tu luyện nạp pháp ta bị người khác thay đổi tư tưởng rồi nàng nhìn theo bóng lưng của hứa ứng không rất bỏ run ta lại bị hắn âm thầm thay đổi tư tưởng đợi đã hình như hắn có khuyên ta tu luyện nào pháp đâu cho dù thế vẫn thay đổi được tư tưởng của ta nạp pháp quả nhiên là ngoại đạo quả thật là tà ma hai người một chiếc bột sau, cuối cùng cũng đi tới biên giới của vọng hương đài ngoan thất ở cầu nại hà vô số quỷ hồn đứng ở trên cầu nại hà người ngốc xếp thành hàng đi thẳng về phía trước vừa ứng đứng ở trong hàng nhắm mắt đi theo đội ngũ thời vô tình trong lòng đầy tâm sự đi theo hắn cô không nói một câu à ứng à ứng dưới cầu văng lên tiếng hô hư ứng nhìn xuống dưới cầu kim bất di bị trói chặt căng đang từ từ nhích ra ngoài Ả à ứng coi chừng giọng nói của quả chuông vang lên bà lão ấy rất lợi hại ngoan thất kêu lên báo thù cho chúng ta a ba a ba một lúc lâu sau cuối cùng hư ứng cũng đứng trước mặt mạnh bà không uống trà mà cung kính nói tiền bối Lần này vạn bối đến đây là có việc muốn nhờ. Trường 212, đàm phán với mạnh bà. Thời vô tình âm thầm chọc vào eo hứa ứng, nho giọng hỏi thăm. À ứng sư thúc, bà lão bán trà mà người muốn ta liên thủ để đối phó, chính là mạnh bà à. Hứa ứng ra vẻ nghiêm túc đáng tin cậy, hạ thấp giọng nói. Không phải, ngươi đừng chọc vào eo ta. Thời vô tình nói, ngươi còn định cưỡng ép, sợ đánh không lại bà ta, nên muốn ta giúp ngươi. Ta nói không phải rồi mà, ngươi đừng có mà đoán mò, ta có nói thế đâu. Trên trán hứa ứng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, mạnh bà nâng cặp mắt giả lùa lờ đờ lên, quan sát hắn vài lần rồi nhếch miệng cười nói. Đến đây uống trà, lấy trà, đi ngang qua, còn có kẻ muốn giết lão thân đang treo ở dưới cầu nữa. Lão thân gặp những người này nhiều rồi, nhưng hiếm có ai đến đây hỏi chuyện. Lão thân chỉ bán trà ở đầu cầu, có thể làm được gì cho công tử kia chứ? con tử uống trà đi. Bà lão để bắt trà tới mặt hứa ứng, giọt nước trà ngon vào. Thời vô tình lập tức căng thẳng hẳn lên, ngón tay chọc vào eo hứa ứng như mưa, hạ thấp giọng nói. Đừng uống, uống vào là toi đấy, toi rồi. Hứa ứng cầm bát trà lên uống một nơi cạn sạch. Thời vô tình lộ vẻ tuyệt vọng, dậm chân nói. Sao ngươi lại uống, lần này toi thật rồi. Hứa ứng buông bắt trà xuống rồi nói. Hơi nhạt, trưởng môn, đừng chọc vào eo, ở đau thời vũ tình trợn trừng hai mắt khoe mắt của mạnh bà giật giật cười nói người uống xong trà rồi thì đi xuống đi ta có việc muốn nhờ bà bà hỗ trợ Hứa ứng tiếp tục mỉm cười nói mạnh bà dương đôi mắt dò xét hắn lại rót một bát trà hờ hững nói chuyện gì hứa công tử uống trà Hợp ứng nâng ấm trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch buông bát trà uống xuống nói ta muốn thỉnh giáo bà bà về thân thế của mình xin hỏi bà bà có biết khu đất ứa ra không khoe mắt của mạnh bà run rẩy lại rót một bát trà cười nói cứ thử chén trà này xem gỡ ứng bưng lên uống mạnh bà run tay nói công tử chờ chút bà lão lấy bọc trà ra khỏi ấm ném xuống đại hà kêu lên lợi cho ngươi rồi trong đại hà đột nhiên có sóng nước dâng lên có hắc long chui ra từ dưới nước hình thể cực kỳ to lớn uốn lượn như dãy núi chập trùng há miệng nuốt trứng cái bọc trà rồi chui thẳng vào lòng sông biến mất không còn tâm hơi quả chuông và ngoan thất bị treo ở dưới cầu ngoan thất run rẩy quả chuông thế cọng tiên tảo màu tím cũng run rẩy trong lòng thầm giật mình ta còn tưởng nó cũng là người cứng rắn như kim gia không ngờ nó cũng là người rộng rãi thoát tục như ta và thất gia vậy Nên lập tức cảm giác anh hùng gặp anh hùng không còn căm thù tiên tảo màu tím như trước có bộ phần đánh tiền tiền lão tổ đánh kim gia đánh thất gia đánh ả à ứng chỉ duy nhất là không đánh ta có thể thấy anh hùng kính anh hùng nó cũng cảm thấy được sự bất phàm của ta. Mạnh bà lấy một bọc trà mới ra để vào ấm, bàn tay đặt ở dưới ấm trà, một luồng u binh quỷ hòa bập bùng trong lòng bàn tay, phát ra hàm khí âm u, chậm rãi đun trà. Hứa ứng cứ lặng lặng chờ đợi, thầy vô tình bất an nhìn sau lưng, chỉ thấy quỷ hồn ở trên cầu nại hà càng lúc càng nhiều. Đây mới là quỷ hồn trên cầu nại hà của thế giới nguyên thú, nếu đưa mắt nhìn khắp trừ thiên vạn giới. Trên vô số cầu nại hà đều có quỷ hồn xuất hiện chờ đợi, Đám quỷ hồn này để càng lâu càng nhiều, xếp càng ngày càng dài, dần dà không nhìn thấy điểm cuối. Số lượng cổ quỷ hồn tăng lên, cầu nại A à, cũng tự động dài ra, tự động rộng ra. Mạnh bà cô đặt nước trà trong ấm tới mức chỉ còn lại có một bát. Chén trà còn tỏa ra ánh sáng màu xanh mơn mờn, nước trà sền sệt, tỏa ra một mùi hương khó tả. Thời vô tình chỉ gửi một tiếng thôi, đã bịch một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Một loạt quỷ hồn ở trên cầu dồn dập mê man, ai nấy ký ức tiêu tán, bồng bềnh lướt đi, công tử uống trà mạnh bà đặt ấm trà xuống nhìn chầm chầm và hứa ứng nói hứa ứng cầm bát trà lên tay run run đột nhiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nước trà vào bụng hứa ứng đột nhiên cảm thấy trước mắt mơ hồ đầu óc mê muội trời đất quay cuồng bịch một tiếng ngã quỵ xuống đất mạnh bà thở vào một hơi cười khà khà đáp <laughs> người đã uống trà của lão thân vô số lần có lẽ có chút sức để kháng nhưng lão thân đổi bọc trà mới thì người không chịu được bọc trà của lão thân một bọc phải hầu hạ một tỷ sáu cô hồn người uống một hơi cạn sạch có thể ngoan ngoãn nhận lấy cuộc sống mới được rồi bà lão hừ một tiếng sắc mặt có vẻ hung ác mấy tiền nhãi nhép phùng nghị với bắc thần tử lại gây thêm chuyện cho ta không ngờ hắn lại tìm ra nơi này bà lão đang định mở hàng tiếp thì đột nhiên thấy cây chân của hữu ứng giật giật mạnh bà thầm kinh hãi chỉ thấy hữu ứng chậm rãi bỏ dậy tay phải dây dây huyệt thái dương, ánh mắt mê man. Ánh mắt của mạnh bà cũng mê man, ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng thầm mô không ổn. Chẳng lẽ trà của ta mất hiệu lực, hay là ta nếm thử? Bà lão vội vàng xua tàn suy nghĩ nguy hiểm này. Tuy nói là mình pha trà, nhưng vạn nhất bản thân mình cũng không chịu nổi. Uống xong một bát là quên sạch mọi thứ, thế chẳng phải là hỏng bét à? Người ứng lắc mạnh cây đầu, một lúc lâu sau so mới khôi phục tinh thần, hắn khen mạnh bà. Trà mạnh thật đệ, choáng cả đầu mạnh bà bây giờ có thể trả lời câu hỏi của tại hạ được chưa mạnh bà sắc mặt âm trầm bất định đời nhân cười khà khà nói lão thần đáp ứng người uống trà là trả lời câu hỏi của ngươi lúc nào trà này ngươi thích uống thì uống không thích uống thì đi lão thần không ngăn cản ngươi con chim này quả chuông kia cả con rắn với cọng cỏ nữa người mang hết đi đi kim bất di nổi giận ưỡng ngực từ dưới cầu lên nói mụ già chết tiệt kia dám lửa thiếu gia nhà ta có tin ta chém chết người không quả chuông và ngoan thất vội vàng khuyên nhủ kim ra, đừng vậy mà đừng vậy xin để lại đường sống cho a à ứng đừng có vậy mà Hứa ứng dốc mặt lạnh lùng nhìn mạnh bà mạnh bà tiền bối chắc đã từng gặp ta trong quá khứ người cũng nên biết ta sẽ không bị nhốt vĩnh viễn bàn tay của mạnh bà run rẩy sắc mặt âm tình bất định hứa ứng tiếp tục nói vừa rồi người đã nói ta uống mạnh bà thang vô số lần Tương lai khi ta khôi phục ký ức, mạnh bà không lo lắng ư? Mạnh bà biến sắc, cười khảnh khách nói. Ta lo lắng chuyện gì? Lão thân chỉ làm theo mệnh lệnh, phối hợp với người giám sát người. Lão thân chưa bao giờ ép công tử uống trà. Hứa ứng nói. Những chuyện này mạnh bà có thể giải thích với ta trong tương lai. Mạnh bà biến sắc, cười lạnh nói. Hứa ứng, làm xưa tùy người rất mạnh. Nhưng ta với người chưa từng giao chiến, không biết ai cao ai thấp làm sao ngươi biết mình có mạnh hơn ta không sau lưng của bà lão đột nhiên hiện ra bóng tối vô tận bao phủ thời không đại thiên che khuất trừ thiên vạn giới thân thể to lớn không gì sánh được dây tấm máu bào là con sông chảy xiết đồ từ ngàn vạn thế giới tới mang theo vô số cô hồn dã quỷ người xem đạo tượng của ta có phải sợ ngươi hay không bà lão điểm nhiên nói đúng lúc này đột nhiên ánh nắng lóe lên soi sáng cầu nại hà mạnh bà giữa ống tay áo lên che nắng chỉ thấy một con kim bồ xương cốt lườm chồm vỗ cánh bay tới thân quấn xiển xích kéo theo một vòng mặt trời đã hỏng phi hành sát lại hà mênh mông vô tận trong mặt trời đỏ có vô tận mảnh vụ tiền giấy vẩy ra đột nhiên rầm rầm bay ra hoa thành từ con hẳn nhà vỗ cánh bay đi tiền giấy tiêu tan mặt trời đỏ rực cơn cả ánh lửa lan qua ở bên trên nại hà bộ xương kim bồ kéo theo vầng thái dương khổng đồ lái tới cầu nại hà cảm giác nặng nề khiến người ta khó mà thờ nổi đột nhiên bộ xương kim mô dừng lại vỗ cánh lơ lửng trên không trung trong mặt trời đỏ hiện ra một bóng người mơ hồ bóng người kia càng lúc càng lớn dần dần chiếm trọn cả vòng mặt trời thân thể của gã cực kỳ hùng vĩ vô số tiền giấy xoay tròn chung quanh gã khiến gã giống như một người khổng lồ cho tàn mạnh bà người kia ngồi trong mặt trời giọng nói vang dội những năm qua người dâng lên không biết bao nhiêu mạnh bà thằng tuy là bị ép buộc nhưng dù sao cũng là gây oán hoàn gia nên giải không nên kết. Nếu người ta cho người lối thoát, sao người không nhân cơ hội này biến chiến tranh thành tơ lụa? Mạnh bà thấy có người tới, không dám thất lễ, hạ thấp người nói. Hóa ra là đông Nhạc, không phải lão thân không để mặt đạo hữu, mà là chuyện của hắn lên lụy quá lớn. Nếu ta nói cho hắn những gì ta biết, chỉ e khó mà giữ được tính mạng. Hơn nữa năm xưa ta cũng lập lời thề không được để lộ chuyện mấu chốt người khổng lồ cho tàn thản nhiên nói người không cần nói thẳng ra chỉ cần người nói cho hắn biết manh mối để hắn tự tìm mạnh bà do dự thùy cấp trên nói không thống chỉ cõi âm nhưng đã nhìn chằm chằm vào rất lâu rồi ta lo cấp trên tìm cơ hội nhúng tay vào cõi âm người khổng lồ cho tàn trong mặt trời đỏ cười nói nếu cấp trên có thể nhúng tay vào cõi âm chúng ta đã chết từ lâu rồi làm sao phải đợi tới ngày hôm nay mạnh bà trầm ngâm, tên giấy quay người khổng lồ cho tàn phần vật tiêu tán, giọng nói trầm trầm vang lên. người cũng biết mà, cõi âm không thái bình, nếu cấp trên muốn trừng phạt người, chỉ e sứ giả còn chưa đi vào thì đã bị cường giả cõi âm diệt trừ rồi. mạnh bà nghe vậy thở vào một tiếng, cười nói. có lời nói của đông nhạc lão thần cũng yên tâm, hứa công tử, chuyện người đã uống vô số mạnh bà thang của lão nhân sau này ngươi không được truy cứu lão thân đầu đấy Hứa ứng gật đầu nói nếu mạnh bà đồng ý cho ta biết về thân thế chắc chắn ta sẽ không truy cứu mạnh bà giải trừ dị tượng nói công tử có thể tới côn luân tìm kiếm củ đất hứa già năm xưa ngươi đi ra từ nơi đó côn Luân, hứa ứng truy hỏi còn gì nữa không mạnh bà do dự bột thôi muốn nói mà lại không dám nói trong mặt trời đỏ vang lên giọng nói của người khổng lồ cho tàn Năm xưa bà ấy đất lập lời thề không thể nói ra miệng nếu không ắt có tử kiếp. Hứa ứng cuối người với mặt trời đỏ nói. Đà tạ tiền bối đã ra mặt bình vực lẽ phải. Trong mặt trời đỏ có bóng người chậm rãi đứng dậy, cuối người cười nói. Hứa đảo hiếu, đối xử tốt với người chưa chắc là có ý tốt với người. Không chừng ta cũng có ý lợi dụng thì sao? Hứa ứng ngờ ngác. Bộ xương kim ô vùng cánh chim kéo mặt trời đỏ khởi hành, nhanh chóng đi xa. Mạnh bà tháo dây thường vàng, thảo ngoan thất quả chuông kim bất di và tiên thảo màu tím ra nói hứa công tử đi mau lão thần tiết lộ thiên cơ chỉ e không bao lâu sau sẽ có tài kiếp người mà đi chậm sẽ lên lụy tới người hứa ứng cảm tạ bế thời vũ tình đang hôn mê lên nói tiền bối nàng ấy có quên mất quá khứ không mạnh bà nói cô nương không uống trà mà chỉ người mùi rồi mê man tối đa là chỉ mất một chút trí nhớ thôi không có vấn đề gì Hồn phách của cô nương này được bảo vệ, không lâu sau sẽ tỉnh lại, chắc ký ức cũng từ từ khôi phục. Người ứng thở vào một tiếng, cáo từ rồi ra khỏi cầu nại à Không biết bao nhiêu lâu sau, thời vũ tình dần dần tỉnh lại, quan sát bốn phía, chỉ thấy mình đang nằm ở trên đầu một con rắn lớn, gió lạnh thổi qua khiến cho nàng lạnh buốt. Cách đâu không xa có có một thiếu niên, người mặc áo đèn đai đỏ, đang nghiên cứu một phong ấn chữ tù. Thời vô tình quan sát tỉ mỉ thiếu niên này, cảm thấy rất lạ lẫm nghi hoặc nói các ngươi là ai ta đang ở đâu thiếu niên kia quay đầu lại nở nụ cười như ánh mặt trời nàng tỉnh rồi à tối qua chúng ta thành thân nàng muốn quá chén nàng quên rồi sao thành thân thầy vô tình bật thốt lên cố quyết đứng dậy không đúng ta thành thân với người lúc nào ta nhớ hôm qua ta còn nở kiếm môn cơ mà hôm qua vừa tổ chức đại điển bái sư ta đứng đầu trong kỳ thi của đại điển bái là môn hạ của trường giáo Kim bất gì đứng ở trên cách giường của ngoan thất Nghe vậy thì nghi hoặc À ứng à Mạnh bà bảo mất trí nhớ một chút thôi Sao nữ tử này lẫn nặng hơn cả ta Sắc mặt của hữu ứng nghiêm nghị Thầy vũ tình mất trí nhớ Mất tới tận ba ngàn năm Không biết từ từ khôi phục Mà mạnh bà nói Rốt cuộc là từ từ tới mức nào Vạn nhất không phải là ba ngàn năm mới khôi phục Hữu ứng nóng lòng tới côn lôn Mà về phù tăng thụ để chuẩn bị một dân chúng nhà thường nói mười ngày trước một tên tiết doanh an tới đây Thầy ân công không có mặt nên để lại một bức thư rồi rời đi hứa ứng mở thư ra trong thư nói mấy ngày nay có một luyện khí sĩ trẻ tuổi mặc y phục kỳ quái ẩn hiện khiêu chiến cao thủ na pháp khắp nơi thực lực cực kỳ cường đại có một số người đang tìm hứa ứng bảo hứa ứng cẩn thận một chút hứa ứng không để trong lòng cất bức thư sang một bên mấy hôm sau thầy vũ tình luôn luôn bám sau lưng hứa ứng giống như đang theo đuôi nha đầu này rất cẩn thận chỉ sợ mất dấu mạnh bà nói ký ức sẽ khôi phục từ từ nhưng hưởng ứng lại rất đau đầu thầy vô tình vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ khôi phục ký ức chẳng lẽ thục sơn kiến môn cứ tuyệt hậu như vậy à Hứa ứng nhảy mắt mấy cái vào một ngày nọ hứa ứng đang đi phía trước thầy vô tình đột nhiên bốp một tiếng một quyển kinh thư rơi khỏi người hắn Hứa ứng lại như không phát hiện ra vẫn tiếp tục đi về phía trước thầy vô tình nhặt lên thấy trong bìa của quyển kinh thư viết mấy chữ lục bí tầm long định vị thuật mà xui quỷ khiến thế nào nàng lại mở ra đọc thử lại bốp một tiếng nữa gỡ ứng lại để rơi một quyển kinh thư thầy vô tình đi tới nhặt lên xem thử lại là một quyển thư tịch tên là nê hoàn trường sinh chính pháp lại buộc một tiếng gỡ ứng lại làm rơi quyển nữa thầy vô tình lại chạy tới nhặt thấy là một quyển kinh thư có tên là hoàng đình thần thức chính pháp cơ như vậy hứa ứng vừa đi vừa làm rơi chẳng bao lâu sau thời vô tình đã thấy thêm mấy quyển kinh thư ngọc đình nguyên khí chính pháp giáng cùng tâm lực chính pháp ngọc kinh âm dương chính pháp dưỡng tuyền hồn pháp chính pháp Thời vô tình vừa đi vừa nhặt nghi hoặc nói tướng công khu vực di hy của chàng bị thủng rồi tướng công tướng công chương 213, trăm khí tranh chấp gợi ứng nhanh chân chớp mắt đã không thấy bóng dáng Thời vô tình không đuổi kịp đành phải ôm đống sách này tới phủ tăng thụ ngồi xuống chờ hứa ứng nhờ ngay lúc này trên phủ tăng thụ có một con rắn lớn chậm rãi rủ cái đầu xuống giọng nói đầy dụ dỗ cô nương có muốn học nào pháp lục bí này không thầy vô tình vui vẻ đáp có người biết à con rắn lớn chậm rãi cuộn quanh người nàng lúc trái lúc phải lúc đông lúc tây ta có thể dạy cô nương một quả chuông bay ra lơ lửng ở trước mặt thầy vô tình nói đầy ẩn ý ta có thể giúp người mở thân thể lục bí. Nếu ta muốn trồng trọt đại dược hình người, ta có thể ra tay vào thời điểm này, truyền thụ cho thời vũ tình là pháp lục bí có dấu cảm bẫy. Để nàng ấy tu nhận đệ tử Thục Sơn Kiếm bôn, đến 300 năm sau thì thu hoạch. Hư ứng nhìn xuống thời vũ tình đang chăm chú học tập ở bên dưới phù tăng thụ, thầm nghĩ. Mượn thành danh Thục Sơn Kiếm bôn, ta có thể có hàng trăm ngàn rau hệ. mở đợt thu hoạch tiên dược lục bí trong cơ thể bọn họ có thể bảo vệ ta vạn năm bất tử bất diệt đợi vạn năm sau ta lại ra khỏi núi bắt trước lại bài cũ lại thu hoạch một lần sắc mặt của hữu ứng dần dần biến thành âm trầm thầm nghĩ bây giờ thời vũ tình là nha đầu ngốc vừa mới gia nhập kiếm bôn căn bản không biết lòng người hiểm ác ra sao nhưng cũng may ta là thần tiên bất lão về âm trầm trên mặt hắn tan đi nở nụ cười như ánh mặt trời nếu không thảm án kiếm bôn sẽ lại tái diễn nha đầu này và đệ tử kiếm môn tương lai sẽ biến thành từng tấm da người lơ lửng ở trên bầu trời kiếm môn dù sao thời vô tình cũng là thiên tài mà các đời sư tổ của thục sơn lựa chọn là pháp vốn không khó tầm long định vị hết sức đơn giản pháp môn vận hành cũng là cầu lê tiên dược luyện hóa tiên dược không phức tạp như luyện khí nữ tử nhanh chóng ngọc được điều khó duy nhất chính là mở động thiên lục bí tu vi cảnh giới của nàng cũng giống với hứa ứng là khấu quân kỳ tầng hai cho dù mất trí nhớ nhưng tu vi cảnh giới vẫn còn lục bí có hóa thành cực kỳ nặng nề muốn mở hết sức khó khăn nhưng cũng may còn có quả chuông bây giờ quả chuông uy năng phi phạm tự lĩnh ngộ kim quỹ thái thượng tiên thư tìm hiểu được ý nghĩa tinh hoa trong sáu chữ chân linh hư tĩnh không minh treo ở giữa không trung là như vô biên vô giới uy lực của nó cũng tăng vọt vận dụng thành thạo các loại dấu ấn đảo tượng, có thể phát huy ra uy lực bản thân tới mức lớn nhất ta làm được như hứa ứng. Trong thì rèn luyện bản thân, ngoài thì kết nối với cảnh thiên địa. Thậm chí khi nó phát động đạo pháp thần thông, có thể khiến bản thân không thể tiêu hao chiến đấu vĩnh viễn, đây cũng là diệu dụng của kim đan đại đạo trên pháp bảo. Lần này phong thái vượt ra hoàn thất. Quả trùng giúp hoàn thất mở được ngũ đại bí tàng đế hoàn, ngọc kinh, ngọc trì, hoàng đình, giáng cung. Chỉ còn thiếu mỗi một cái bí tàng, phải gắng sức hơn một lần, đồng thời tù vi của thời vũ tình cũng tăng thêm một phần. Sau khi mở xong bí tàng giáng cung, quả chuồng đã không thể nào tiếp tục mở. Lực lượng của bản thân của nó đã không đủ để mở bí tàng dũng tuyền. Tù vi của ngươi thâm hậu hơn trước rất nhiều. Bí tàng này không phải là tiên khí thì không thể mở nổi. Chí bảo nhân gian tu luyện tới cấp độ của ta đã là tuyệt đỉnh. Ta không thể mở được. Bất cứ pháp bảo nào cũng không thể mở được. Quả chuồng nói với thời vũ tình. Trường giáo ngà mì nhạt không thành cũng phải dựa vào tiên khí ngà mì mới mở được bí tàng thục sơn kiếm môn người có tiền khí không thầy vô tình ngơ ngác lại có vẻ kinh hãi nói ta có dùng được tiên khí của kiếm môn không quả chuông do dự một chút rồi nói chắc là có thời vô tình nói ta nghe nói tiên khí của thục sơn kiếm môn là một thanh kiếm do sư tổ đời đầu để lại gọi là tư vô tả sau khi sư tổ đời đầu phi thăng đã ném nó từ tiên giới xuống dùng để trấn áp khí vận của kiếm môn ta chỉ có trưởng giáo mới có thể sử dụng được tính kiếm này. Ta, ta chỉ mới nhập môn thôi mà. Nữ tử lo lắng không thôi. Tiếng của hợ ứng vang lên, thản nhiên nói. Ta là thái tượng trưởng lão của kiếm môn, bối phận còn cao hơn trưởng giáo kiếm môn. Chắc dùng tiên kiếm vô tư tả không có vấn đề gì. Thầy vô tình vừa mừng vừa sợ, lại có vẻ không tin nói. Tướng công có tín vật của thái tượng trưởng lão không? Hợ ứng lấy lệnh bài của thái tượng trưởng lão ra, Tôi vô tình hoàn khổ một tiếng Trong lòng lại thoáng có chút bất an Chẳng lẽ ta được bái vào môn hạ của trường giáo Cũng là do tướng công âm thầm thúc đẩy Dùng lệnh bài của thái thượng trường lão Bức ép trường giáo trí tôn Khiến cho người không thể không nhận ta làm đồ đệ Nàng chớp mắt Nghĩ tới càng nhiều chuyện Đợi đã sau tướng công lại có lệnh bài của thái thượng trường lão Chẳng lẽ trông hắn giống như thiếu niên Chứ thực chất là lão quái vật sống mấy ngàn tuổi Ta mới có mười mấy tuổi Bị hắn để ý thế nên hắn cưỡng ép đem ta tới đây bái đường thành thân hắn có lợi dụng quyền thế đưa ta vào làm môn hạ trường giáo Hợ ứng lùng này bàn tay trước mặt nàng lúc này thời vô tình mới khôi phục kinh thần thầm nghĩ ấy sao ta lại suy nghĩ lung tung như vậy chắc chắn tấn công không phải là người như vậy đột nhiên trong đầu của nàng bỗng có đủ loại ký ức ùn nùn kéo đến mình gia nhập kiếm bồn trở thành đệ tử nào khí tranh chấp thảm án diệt môn thế gian biến đổi bầu trời vặn vẹo mặt đất nghiêng gà thiên địa phong vấn các loại ký ức giống như tầm bèo trong nước tuy bị là nước đục nhấn chìm nhưng lại nhanh chóng nổi lên thầy vô tình đứng gầy do đó không hề nhúc nhích trí nhớ của nàng nhanh chóng thức tỉnh được giải thoát sau ba ngàn năm nàng thức dậy ở kiếm môn một thân một mình đi thế vọng hương đài tìm kiếm tôn giả tình cờ gặp được hữu ứng từng chuyện từng chuyện trở nên rõ ràng nói vậy là ta mơ mơ màng màng đi lạc vào con đường na khí kiếm tu hai hàng lệ chảy dài xuống má nàng miệng lẩm bẩm nói ta làm trưởng môn sao lại trở thành phần đồ của ta ma ngoại môn hứa ứng kinh ngạc dò hỏi nương tử sao thế nương tử sắc mặt của thời vô tình trầm xuống nhớ lại rất nhiều chuyện phải rồi mấy hôm nay ta còn gọi hắn là tướng công cũng mày hắn chỉ muốn chiếm lợi ở ngoài miệng không làm gì quá đáng với ta thời vô tình vừa xấu hổ vừa phẫn nộ nhưng mặt ngoài vẫn không đổi sắc tầm nghĩ nhưng lòng người khó đoán không khéo ngoài chiếm lợi ngoài miệng ra hắn có đang định lạm dụng thân thể ta để ta xem hắn có dự định gì nếu dám đụng tới thân thể ta ta giả vờ thuận ý theo hắn nhân lúc hắn không chuẩn bị giết chết thái thượng trưởng lão thành lý môn hộ nghĩ tới đây đang đổi giọng dịu dàng nói ta thất thần chút thôi nghĩ tới chuyện tướng công đối xử với ta tốt như vậy mà ta không thể làm gì báo đáp nên cảm thấy hơi hổ thẹn đúng lúc này phía xả bỗng có âm thanh vang lên ngầm ngà nói năm ngày tơ bạc diệt một lồng vật lấy kim mô nhốt vào trong biết ai đặt ở phù tang thụ chỉ trách suối khe nổi sóng cồn còn kim mô to thật vừa ứng những mày dò hỏi Thật ra thơ này có ý gì ngoan thất nói thơ này có ý nói nó bỏ năm ngày dùng chỉ bạc biện thành một cái lồng nhốt kim mô vào trong lồng chim không biết bị ai treo lên phù tang thụ kim mô tỏa ra lửa vào khói khiến nước suối phản chiếu thành màu hồng nó đang thể hiện trang trí giặt rào của mình Nói mình là người tay nắm nhật nguyệt À ứng, người phải đọc nhiều sách vào Gỡ ứng khẽ gật đầu nói Đang đọc, rảnh rỗi là ta mở xem Ngoan thất cười lạnh nói Rõ ràng là ngươi đọc cho dễ ngủ Ta thấy người cầm sách xem một lát Nghiêng đầu một cái là ngủ lăn ra ngay Gỡ ứng lúng tả lúng túng nói Ở thì dẫu sao cũng không hay bằng Những câu chuyện truyền thuyết mà Rất nhanh, lúc đầu phú tăng thụ còn cách xa trăm dặm giờ thì đã đến trước vừa đi vừa nói nghe nói na pháp đương thời thì thần đô đệ nhất ta tới bê kiến thần đô tiếp các tuấn kiệt trẻ tuổi hai mươi trận không ai thắng được thôi ra ở thần đô có nói cơn giả na pháp không ai bằng được hữu ứng hôm nay tới đây thăm hỏi Hữu ứng nói với Hoàn thất thôi ra ở thần đô có phải cái tên thôi đông ly vẫn luôn muốn khiêu chiến ta nhưng tờ đồ đến cuối không dám ra tay không Hoàn thất nói chắc là hắn rồi một người một rắn nhìn theo hướng tiếng nói chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi đang đi về phía phù tang thủ tinh thần phấn chấn diện mạo phi phàm khi đi lại mang theo tiên khí bồng bềnh ánh mắt có thần lòng mang thiên hạ bao dung như núi có cảm giác khí độ siêu phàm thoát tục gã mặc một bộ áo tím đi theo sau là một con trâu xanh con trâu xanh kia rất mạnh mẽ cơ bắp khắp người khi lớp da trâu căng phòng mắt trâu tròn tròn nhô lên như ánh sáng lại như chớp điện yêu khí cực kỳ đáng kinh ngạc khi đi đường chỉ thấy mây đen cuồn cuộn bao phủ phương viên mười dặm nam nhân náo tín chào hơ ứng cười nói tại hạ thượng cảnh cung tiêu quỳ khách lần đầu xuất cung nghe nói tù sĩ đương thời đi lạc lối na pháp hưng thịnh vì vậy thỉnh giáo tứ phương chưa một trận thua ta muốn uốn nắn tác phong tà đạo này tuy đánh bại truyền nhân của các đại thế gia ở thần đô nhưng bọn họ lại nói chỉ có đánh bại hứa huynh mới có thể chứng minh luyện khí sĩ cao hơn một bậc. Gã khẽ cúi người nói, mong hứa huynh vui lòng chỉ giáo. Gỡ ứng gật nhẹ đầu, nói với thời vũ tình sau lưng. Nương tử, vừa rồi nàng bảo không thể nào báo đáp, giờ cơ hội báo đáp tới rồi đấy, nàng ra tay đuổi hắn đi. Thời vũ tình thầm chấn động, nói nhỏ. Tướng công không biết rồi, hắn là truyền nhân của thượng cảnh cung. Thượng cảnh cung là môn phái thời thượng cổ, nghe nói môn sinh đệ tử cực kỳ thừa thớt nhưng những người được lựa chọn đều là siêu phàm thượng cảnh cung bọn họ mỗi đời lại xuất hiện một vị tiên nhân cung chủ các đời bọn họ đều có thể vi thăng gỡ ứng nghi ngờ nói bọn họ có vượt qua được thiên kiếp siêu cấp không không thể nào thời vô tình nhỏ giọng nói sau khi thiên kiếp siêu cấp xuất hiện cung chủ thượng cảnh cung cũng không thể nào vi thăng nhưng truyền nhân các đời của thượng cảnh cung đều là nhân vật cực kỳ xuất sắc hết sức lợi hại gỡ ứng cười nói <cười> nàng mở ngũ bí lấy được tu vi thực lực tăng nhiều đặt chân tới lĩnh vực ngũ tiên giờ sức đánh với hắn một trận thời vô tình đành tới thầm nghĩ tuy tiêu quy khách là truyền nhân của thượng cảnh cung nhưng truyền thừa thuộc sơn kiếm môn của ta cũng không hề kém cạnh chẳng qua trong lòng của nàng vẫn thấy lo lắng truyền thừa của thượng cảnh cung hết sức thần bí còn truyền thừa của kiếm môn có nhiều thứ đã thất truyền kiếm quyết cao thâm của kiếm môn được viết bằng phù văn tiên đạo khó mà hiểu được tuy thời vũ tình thương minh lanh lợi nhưng cũng khó mà hiểu thấu được truyền thừa mà các đời tiên tổ để lại tiêu quy khách thấy nàng đi tới thì bèn cười nói hứa huỳnh không dám ra tay chỉ để một cô nương tới thăm dò trình độ của ta thôi ư đừng có nhiều lời Thời vũ tình quát lên một tiếng mở toàn bộ ngũ bí sâu lưng của nàng lập tức hiện lên 22 tòa động thiên xoay tròn rực rỡ tới cực điểm tu vì cảnh giới của nàng đã đạt tới mức tùy ý mở mỗi một bí tàng bốn động thiên cả tốc độ lực lượng nguyên khí thần thức đều có tiến bộ nhảy vọt vì một tiếng nàng nâng ngóng tay áo đầm lầy lập tức sôi trào nước trong đầm lầy ầm ầm bắn lên tạo thành vô số kiếm nước hội tụ khắp bốn phường tam hướng tạo thành kiếm trận lưới tới trăm dặm bản thân thời vũ tình cũng giật mình ổ lên không ngờ tu vi của mình được gia tăng tới mức này sau khi mở bí tàng ngọc trì tu vi của nàng đâu chỉ tăng cao gấp bội đây là thứ tướng công ừ. hứa trưởng lão đã nói à nguyên khí tiên vực trong lĩnh vực ngũ tiên thời vô tình cảm thấy tự tin hẳn thân hình bồng bềnh bay lên không chế kiếm trận trăm dặm lơ lửng trên không trung nguyên khí và thần tức cường đại vô địch nàng vận chuyển khiến cả thiên địa phải chấn động Tiêu quý khách gần đầu lên nhìn thấy vô tình người trung tâm của kiếm trận trăm dặm trên không trung sắc mặt nghiêm nghị nói với châu xanh sư bá áp trận cho ta gã bay lên không trung cất vào kiếm trận một luồng khí tím châu xanh kia cực kỳ căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người trên bầu trời giấy phù tang thụ vừa ứng cũng gần đầu nhìn lên đột nhiên nói thật ra chuông ra chỉ nhớ của nàng ấy thức tỉnh rồi sao ngoan thất còn chưa khôi phục tinh thần quả chuông đã nói không sai chắc là ảnh hưởng của mạnh bà thang lên người của vũ tỉnh đã hết khi mạnh bà thang còn ảnh hưởng nữ tử này cho là mình vừa mới gia nhập kiếm môn còn bây giờ nàng ta không chế pháp lực kim đàn nhẹ nhõm như thế điều khiển như cánh tay hiển nhiên ký ức đã thức tỉnh ngoan thất tình ngộ ờ đúng rồi nhỉ Gỡ ứng lấy làm khó hiểu nếu ký ức của nàng ấy thức tỉnh rồi sao lại không nói ngoan thất cũng gãi đầu ờ đúng rồi nhỉ sao nàng ấy không nói quả chuông cũng không biết nguyên nhân bèn nói để xem rốt cuộc là nàng ấy định làm cái gì Gỡ ứng gật đầu trong lúc trò chuyện thời vũ tình đã phát huy ra lực lượng lĩnh vực ngũ tiên tới cực hạn chiến lực tăng vọt cho dù tiêu quỳ khách nhận được truyền thừa tiên ra cũng bị đánh tới mức liên tục lùi lại khoảng cách tới thời vũ tình càng ngày càng xa trong lòng xấu hổ không chịu nổi thời vũ tình tinh không kiếm trận khoảng cách càng xa thì uy lực kiếm trận của nàng càng mạnh phần thắng của tiêu Quỳ khách cũng càng thấp phải áp sát cận chiến với nàng ta ánh mắt của tiêu quỷ khách lóe sáng liều mình chịu thương tích liên tục dấu kết thủ đoạn cuối cùng cũng giết tới trước mặt thời vũ tình đánh ra một quyền vận dụng chính pháp tiên gia của thượng cảnh cung quyền này tiên khí pháp phới khi độ giống như tiên nhân hạ phàm thời vô tình giơ tay kiếm khí vô lượng tập trung vào tay nàng dùng trường đấu quyền của gã quyền trường hai người va chạm tay mắt mũi miệng của tiêu quý khách chảy máu kêu lên một tiếng đầu đớn rồi ngã bày xuống vô số kiếm khí xe gió bày tới chém tới mức gã đầy người thương tích vụ văn tiên đạo không ngừng sáng lên quanh người quy tiêu khách ngăn cản vết thương trí mạng hết chương hai cảm ơn và hẹn gặp lại chương trình